đăng cho phần admin này. Thì đầu tiên là tôi có cái file view tôi gửi đến cho các bạn, thì các bạn copy này, sau đó vào cái project của mình, không có, vào cái project của mình này, là ở trong document này, đây một này, log này, xong vào thư mục là resource view, chưa? Các bạn paste thẳng vào đây, rồi giải nhãn nó ra, b toàn bộ nội dung ở trong, copy đưa ra ngoài. Xong layout homepage thì chúng ta sẽ bỏ, tiếp tục bỏ hai cái thư mục cũ đi đúng không, bỏ đi cái này home blade với lại homepage blade được quăng luôn, welcome cũng quăng luôn. Đó, bây giờ chúng ta còn layout, error, opt và share. Bây giờ còn ba cái file này, còn ba bốn cái thư mục này. Đấy là với cái thư mục view. Còn với cái public, public tôi lỡ xóa cái file cái đi rồi thì các bạn giải nén ra, xong các bạn copy cái thư mục admin asset này, global này, phone này và tiny mce, bốn thư mục này. Ai mét này nó có cái gì không ta? Không có gì. À, không có phông à? À, không, không cần, không cần. Không cần, không cần, không cần. Chúng ta có admin này, CSS này, global và tiny MCE. Copy. Và paste vào trong cái thư mục public. Paste vào đây. Rồi, xong. Được chưa? Thế là xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta coi xem nó có cái gì đã. Được chưa? Đây xem này. Chúng ta sẽ xây dựng cái trang, cái giao diện trang admin để cho chúng ta test cái giao diện đã. Thì chúng ta bỏ lại cái route get này, chúng ta sẽ comment vào đây, xóa hết đi. Route:// get vào trang admin, trang bình thường thì ở trên mạng nhầm. Đây, chúng ta sửa giữ lại auth route và route get, còn lại thì xóa hết đi. Route get này thì chúng ta sẽ có một cái function ở đây, return homepage function. Return đây là homepage. Xong, auth route vẫn giữ nguyên này. Bây giờ mình có thêm một cái nữa là route:// get. Đây là admin. Thì mình sẽ có một cái function return ra view. Đây là dashboard name bằng dashboard. Rồi return ra cái view gì? Mình phải tìm ở trên này, view. Chúng ta chưa có cái chỗ nào để chứa những cái view của phần admin đúng không? Mình đã tạo ra một cái thư mục mới tên là admin. Đó. Và mình sẽ có một cái, tạo một cái file mới vào đây là dashboard.blade.php. Đây là dashboard, viết chữ dashboard vào đây. Về đây ra return ra cái view là admin.dashboard đúng không? Đẩy ra đây. Được đi đã. Bây giờ khi mà vào localhost 2.8000 sửa admin thì nó ra cái chữ dashboard đúng không? Các bạn cứ làm ra đi ạ. Xong rồi tôi chỉnh tiếp. Xong chưa?
Dạ. Chạy. Ra chữ homepage được admin các bạn. Ra chữ dashboard đúng không? Bây giờ chúng ta thử nhá. Xong đến đây chưa? Bây giờ chúng ta có cái dashboard page này. Thì chúng ta sẽ có một cái A cộng extend cái view nào đó thì chúng ta sẽ extend cái view là thư mục layout.admin. Chúng ta extend cái thư mục này. Chúng ta có một cái view A cộng section nữa. Section tên là GS title. Section là title thì để là trang quản trị. Tiếp theo A cộng section content, chúng ta sẽ viết chữ dashboard ở đây và ở dưới là end a cộng end section. Bỏ đi, tất nhiên bây giờ chạy nó sẽ lỗi bởi vì còn có một vài phần config nó chưa xóa đi, thì chúng ta cứ thong thả. Được chưa? Xong chưa? Sáng không nhỉ? Rồi bây giờ mình chạy thử đã. Ra ngoài reload. Bây giờ nó sẽ báo lỗi. Nó sẽ viết là undefined variable auth user ở view là share admin header đúng không? Và ở view là cái gì đấy cell đúng không? Xe admin header blade đúng không? Thì cái này bởi vì tôi dùng cái view composer, cái đấy các bạn chưa học. Cho nên là chúng ta từ từ đã, thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần xe admin header tìm cái cho tôi cái biến auth user đây này. Thấy không? Cái img src này này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta xóa hết nó đi, giữ lại cái đoạn này, cái đoạn asset img này này. Bỏ cả cái l đi và nif đi. Đấy, xóa hết đi. Auth user này. Được chưa? Các bạn xóa cho tôi cái đoạn này, admin này. Đây em tôi trả lại như cũ nhá. Đây, như cũ của nó như này đây. Có nhìn thấy chữ gì trên bảng không? Các bạn search cho tôi cái chữ auth user thì nó sẽ ra ngay. Ctrl F. Search auth user sẽ ra ngay ở trong cái chỗ header blade đấy. Được chưa?
Ở trong này các bạn sẽ xóa hết cho tôi, chỉ giữ lại cái đoạn asset này thôi. Giữ cho tôi cái giữ đây nha các bạn, copy copy cái đoạn này. Thấy không? Copy cái đoạn từ mở ngoặc mũi tên asset admin, asset img avatar small cái gì đấy đúng không? Cắt nó đi. Xong rồi ở trong cái src của cái thẻ này thì chúng ta xóa hết và pệt lại cái mớ kia. Hai chấm đóng ngoặc nhỏ. Đấy, các bạn pệt rồi cái đoạn này vào. Được chưa? Xong chưa? Ở dưới nó còn một cái nữa là odd user đúng không? Odd user trở đến name đúng không? Tạm thời chúng ta bỏ nó đi đã. Chúng ta bỏ cái này đi. Chúng ta viết sẵn vào đây là admin chẳng hạn. Viết vào đây chữ admin. Được chưa? Các bạn xong chưa? Các bạn khác xong chưa? Tiếp tục này. Những cái URL, những cái round này chúng ta chưa có đúng không? Chưa định nghĩa đúng không? Đúng nhá, chưa định nghĩa thì tạm thời chúng ta làm theo tôi này, bôi đen từ đây đến đây. Bôi một dòng thì dòng nào cũng được, bôi đen cái round, mở ngoặc round này. Được chưa? Sau đó chúng ta Ctrl F. Pệt cái round này vào, Ctrl C này, pệt cái round này vào phần tìm kiếm. Đây này, xóa hết đi. Vệt cái này vào đây. Được chưa? Cứ cái đoạn nào như thế này, cứ cái đoạn nào như thế này thì chúng ta thay bằng dấu thăng. Cái đoạn nào như này chúng ta thay bằng dấu thăng đã, để mấy nữa chúng ta sửa lại khi có URL tương ứng. À còn cái row lookout này chúng ta giữ lại. Row lookout chúng ta giữ lại. Và không thì xóa đi được mấy nữa, chúng ta tự thêm lại cho nó mình làm hết thì nó nhiều hơn. Được chưa? Đây là một file header. Xong chưa? Ở bên này hết round rồi đúng không? Hết round, hết thứ liên quan đến round. Ở đây còn round dashboard đây này. Ahref round dashboard. Cái này chúng ta có round dashboard chưa? Ở đây rồi, có rồi thì giữ lại. Cái này giữ nguyên lại cho tôi. Bây giờ chúng ta sửa cái ALT này thành T3H logo default. Xong chưa? Tiếp tục nhá, chưa hết đâu, còn đấy. Bây giờ chúng ta cứ chạy đã xem được cái gì rồi. Lỗi tiếp, ở view nào đây, size 3 đúng không? Tiếp tục đến size 3 là round semester index là chưa có đúng không? Thì chúng ta mở Ctrl P, gõ size 3.blade.php, mở ra, lại tìm cái round này. Thì tất cả những cái round ngoài cái round dashboard ra thì chúng ta chuyển về thành dấu thăng hết. Cứ chỗ nào có cái round thì là chuyển thành dấu thăng. Cái đoạn odd user ở dưới này thì chúng ta xóa nó đi nhá. If odd user admin role này, xóa nó đi. And if cũng xóa đi. Đấy là cho thằng size 3. Hết chưa? Hết rồi. Đây. Đây là trang admin của mình. Trông nếu đúng ra thì nó sẽ là như thế này.
Nếu mà đúng, chúng ta chỉ sửa hai file thôi. File đầu tiên là file size 3, file thứ hai là file header. Được chưa? Đã chưa? Admin dashboard. View the admin dashboard on file này. View admin. Chạy nhầm một đấy. Nghi lắm. Các bạn dưới hẹp của dưới sắp được. Lương không nhập. Quên không nhập. Ồ. Quân trang 3 là nào. Đây chúng ta có cái giao diện của phần quản trị. Thank you.
Xong chưa? Huy xong chưa? À Hoàng xong chưa? Bây giờ chúng ta muốn sửa cái title của website ấy. Thấy không? Nó đang ở FPT Polytechnic này. Thì chúng ta vào cái phần admin. Phần vào phần layout nhá, admin này. Có nhìn thấy nó, chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ là phần title ấy, đây này, FPT Polytechnic đúng không? Được chưa? Chúng ta sửa vào đây thành T3H title. Và ở đây chúng ta muốn, chúng ta nên sửa cái ảnh này đi. Ảnh này là ảnh của bên FPT. Chúng ta sửa nó đi. Bay chưa? Thành T3H đúng không? Cái ảnh nó đang bị kích, kệ nó. Không sao cả. Xong chưa? Bây giờ tôi giới thiệu qua cái này là ý nghĩa như thế nào này. Chúng ta có một cái trang admin, đây là trang tổng toàn bộ cái phần quản trị của mình. Xong chưa? Tôi chia các phần như sau. Đầu tiên tôi sẽ có một cái phần khung HTML header này, head này. Thì tôi sẽ include vào đây một cái file là share, cạnh dưới share.admin.css. Được chưa? Thì nó là thư mục nào? Nó chính là cái thư mục này, share.admin.css. Trong này chứa toàn bộ là các link, là các thẻ link để lấy các cái thư viện, các cái file thư viện được config của cái team Metronic ra ngoài cho chúng ta. Chúng ta coi nhé, ở đây chúng ta có cái hàm là echo cái hàm là asset global plugin from awesome css from awesome css đúng không? Thì nó, các bạn cứ lần theo đúng cái đường dẫn này là ra cái file đấy để public này. Global plugin from awesome, tìm from awesome. Đây. From awesome. Sau đó đến CRS. Sau đó đến from awesome min đúng không? Nó chính là cái file này. Được chưa? Cái hàm asset hôm trước tôi giới thiệu rồi, nó là cái hàm để giúp chúng ta tạo ra cái đường dẫn đến cái gì? Đến cái thư mục nằm trong thư mục public. Đến những cái file tài nguyên nằm trong thư mục public của chúng ta. Được chưa? Đấy là các bạn có thể lần theo những cái này để xem chúng ta còn cần cái gì. Được chưa? Đây là các cái file về CSS, sau này chúng ta thêm sửa xóa CSS gì thì lại vào đây xem. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Đấy là xong về phần CSS include CSS nhá. Ở dưới này tôi có sẵn một cái CSS token và base URL. Base URL nó chính là cái local host 8000 của mình á. Được chưa? Còn cái CSS token nó là cái token sinh ra khi mà chúng ta cần làm việc với form. Thì chúng tôi sinh sẵn ra đây để chúng ta làm lấy nó dễ. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần gọi là include vào đây. Include vào đây một cái file là share admin header. Được chưa? Share admin header. Cái header nó chính là cái phần này này. Để. Đó, nó là toàn bộ cái phần nằm trên này. Được chưa? Đấy là phần share admin header của tôi, thì nó bao gồm cái logo, đáng lẽ sẽ có cái logo ở đây. Bên này là phần thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và logout. Được chưa? Tiếp theo ở dưới tôi có một cái phần share admin sidebar. Sidebar nó chính là cái bên này. Được chưa nhỉ? Các bạn thấy những cái trang tổng quan này, quản lý học kỳ, quản lý môn học, quản lý sản phẩm, các thứ kiểu không? Được chưa? Nó chính là code HTML, nó chẳng có cái gì cả. Thì các bạn vào trang sidebar ở dưới này, toàn bộ là ULLI. Được chưa? Toàn bộ là ULLI. Ở đây chúng ta có, nếu muốn tạo ra một URL mới, một cái trang mới, thì chúng ta sẽ có là một thẻ LI, trong đấy có một thẻ A, đúng không? Và có cái A này sẽ có cái href, và chúng ta gọi cái hàm root, hàm round cộng với tên của cái round đẩy ra, thì nó sẽ sinh ra cái local host 8000 sược admin gì ấy, đúng không? Thì nó chính là cái đấy. Còn ở đây chúng ta có một cái thẻ I là icon home, và span là trang tổng quan. Thì cái này nằm trong, đây là quản lý học kỳ này. Các bạn muốn sinh thêm một cái thì các bạn copy cái này. Copy một cái. Bây giờ chúng ta sẽ thêm vào đây là quản lý danh mục. Quản lý danh mục. Danh mục. Được chưa? Ở đây chúng ta có một cái FA globe đúng không? Đây là cái hình cầu. Chúng ta có thể xem. Nó là hình cầu này. Được chưa? Có cái hình cầu này. Thì bây giờ chúng ta sẽ FA list. Quản lý danh mục. Ở dưới là sub menu là danh sách, danh mục.
ở dưới là thêm mới danh mục. Xếp xuống. Thấy quản lý danh mục không? Bung ra ở dưới là danh sách danh mục và thêm mới danh mục. Xong chưa? Muốn thêm một cái URL nào đó thì copy duplicate lên sửa. Vậy thôi. Và sửa lại URL nằm trong. Bây giờ tôi sẽ xóa hết đi. Ở đây chúng ta sẽ làm quản lý những cái phần như sau. Thứ nhất là quản lý danh mục. Thứ hai là quản lý bài viết. Quản lý bài viết. Còn quản lý gì nữa? Các bạn muốn quản lý gì nữa? Hay là chỉ có mỗi hai cái này thôi? Hả? Muốn quản lý gì nữa? Quản lý website. Đây là danh sách bài viết này. Thêm bài viết này. Rồi, quản lý sản phẩm thì chúng ta bỏ qua đi. Chúng ta không làm về sản phẩm. Quản lý thành viên có không? Cái này chắc chắn phải có. Đúng không? Chúng ta ở đây sẽ làm hai module lớn chính là danh mục này, bài viết này. Nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ làm một cái trang là về web config để quy định lại cái logo là như nào, cái footer là như nào. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm những cái danh mục này, những cái thứ này trước, danh mục và bài viết, làm những cái thứ này trước. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải chỉnh sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, logout. Logout thì có sẵn rồi. Được chưa? Xong, đây là về cái giao diện trang chủ chúng ta sẽ dùng nó. Trước hết thì chúng ta cần phải làm, có bạn nào chưa xong cái này không? Tôi đẩy cốt lên trên kia nhá. Nhiều quá, nhiều file quá. Hơn 4.000 file. Này đẩy còn lâu mới xong. Xong rồi, bây giờ chúng ta code tiếp. Bây giờ phải đưa cái trang này về trở thành trang chủ và trang quản trị. Nhưng mà qua trang quản trị thì phải ra login vào thì mới vào được. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta có trang control V. Tìm cho tôi cái này. Root Service Provider. Root Service Provider. Cái file này nó nằm ở trong cái thư mục app provider, root service provider. Được chưa? Rồi xong. Cái ấy là cái gì? Thầy bảo là cái gì? Tìm nhanh nhá. Gõ hai phím shift hai lần. Gõ tên file ra. Thằng nhóc quên chẳng biết gì. Được chưa? Chúng ta nhìn này, ở đây chúng ta có cái file map này, chúng ta có map API root và map web root, đúng không? Thì chúng ta ngó lại xem cái hàm map API root là cái gì. Ở đây chúng ta có cái root là map API, cái hàm này chúng ta có root prefix bằng API, middleware là API, namespace chọn namespace, bypass bằng root API, đúng không? Thì cái này có nghĩa gì? Chúng ta coi này. Chỉ cần xem thôi, không cần phải code phần này. File API đây đúng không? Tôi thêm một cái nhá. Root 2.2.get test to API function return test to API. Xong chưa? Bây giờ chúng ta coi chúng ta vào nó bằng cái gì này. Server vẫn chạy. Và bây giờ chúng ta sẽ có là localhost 8000 sược API sược test API ra chưa? Nó cũng là một file quy định về các cái root của mình như bình thường. Yeah, nó giống như bình thường, chẳng qua là nó có thêm cái này. Các bạn nhìn này, nó có thêm cái này. Là prefix. Yeah, nó có thêm cái prefix. Nó chính là cái gì? Cái gì biết không? Nó là cái tiền tố khi mà chúng ta phải, khi mà chúng ta vào trong cái API này, vẫn là test API đúng không? Nhưng mà để truy cập được vào, chúng ta phải localhost sược API, sau đó mới đến cái những cái chúng ta quy định ra. Được chưa nhỉ? Đây nó có cái tiền tố này. Xong chưa?
nếu trong trường hợp chúng ta không có API root thì chúng ta sẽ chuyển đây thành admin root. Ở đây chúng ta vẫn giữ tiền tố là prefix và middleware chúng ta sẽ chuyển nó thành array. Và trong này chúng ta sẽ có một cái là web và một cái là auth. Có hai cái middleware luôn. Sửa đi. Và chúng ta sẽ có root bay bằng bay path bằng root API. Prefix chúng ta sửa thành admin nhá. Admin. Group thì bao gồm là root. Sửa admin.php. Nó sửa nó thành như thế này. Sửa cả tên hàm, sửa cả cái prefix, sửa cả middleware, sửa tên group bypass. Không nhận. Tiếp theo sửa luôn cả cái hàm. Copy cái này đưa lên trên. Map trở thành this cho đến map API, map admin root. Sau đó chúng ta có thể là tạo một cái file mới ở trong thư mục root này là thành admin.php, thêm vào đây. Xóa cái file API cũ đi cũng được. Xóa đi. Xóa file cũ đi, chúng ta đổi thành admin. Được chưa? Bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta vào lại cái file web kia và chúng ta lấy lại cái này. Cắt cái này đi. Và chuyển sang admin. Vẫn root, get. Bây giờ chúng ta không còn get admin nữa mà get sược. Vẫn trả ra view admin dashboard như bình thường. Cháu có mang dây sạc không? Dây này nó hỏng rồi. Rồi. Nhận rồi. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta vào thử admin đi. Admin. Nó sẽ bắt chúng ta login đúng không? Nhìn thấy view layout app không? Thấy không? Nó sẽ báo lỗi như này đúng không? Các bạn có bạn nào không bị báo không? Nó báo ở đây này. Chúng ta vào cái thư mục resource auth login blade. Chúng ta nhìn nó kế thừa cái layout nào. Layout app đúng không? Chúng ta làm gì có cái layout đấy mà kế thừa. Đúng không? Thế bây giờ chúng ta làm nào? Làm theo tôi như sau. Ủa mà tôi chưa gửi cho các bạn cái file login nhỉ?
mua đuôi bên đây cho cả phần này luôn. Các bạn chờ tí nhá, để tôi copy cho các bạn cái này. Trang login đi mà. Trong đấy là cái trang login của tôi. Hả? Để vào trong thư mục auth đây. À quên nhầm, cứ mở ra đã, cứ mở bằng select text ra. Chưa cần phải đưa vào đâu cả. Mày đã chạy PPA Edition Make Auth chưa? Chưa đúng không? Thế thì bảo sao không có. Xong chưa? Copy mở nó ra, mở nó ra chứ chưa làm gì cả nhá, chưa làm gì cả. Bây giờ chúng ta copy all, copy hết Ctrl A này, Ctrl C này. Mở cái file đấy ra bằng Select Text. Chứ chẳng có copy vào đâu cả, copy ra ngoài desktop ấy. Tí nữa tôi sẽ, cuối giờ tôi sẽ gửi cho các bạn cả cái theme đấy để chúng ta có cái mà làm. Cả cái theme Metronic. Xong chưa? Mấy thằng dưới xong chưa? Nhanh lên. Bây giờ làm nhá. Ctrl A cả cái trang này này. Sau đó vứt lên trên này. Bởi vì cái trang login chúng ta chẳng cần phải có cái giao diện, là chẳng cần phải có layout làm gì cả. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có cái form đây, tôi coi nào. Form cái này nó cũng đâu nhỉ? Cái form này, login form này, route bằng login, route login này. Xem ở trong này có đúng không? Route bằng login, đúng không? Sau đó chúng ta quăng hết toàn bộ nội dung ở dưới đi. Quăng hết. Thay thế bằng cái nội dung tôi vừa mới gửi cho các bạn. Quăng hết đi. Và chúng ta sẽ có một cái là round. Đâu nhỉ? Đây 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 đây. Round forward password send email. Cái này thì chúng ta tạm thời cho nó bằng thăng. Tìm cho tôi cái round forgot password send email. Bạn thử cho nó một thang. Hả? Cái gì? Đúng rồi. Xóa trắng cái file login cũ đi. Xóa trắng hết đi, xong rồi paste vào đấy. Đấy, xong rồi tìm cho tôi cái route forgot password send email này, xong rồi chuyển thành cái thang. Dấu thang ấy. Được chưa? Chuyển cái này dấu thang này. Vấn đề đăng tin mấy nữa chúng ta sẽ làm lấy lại mật khẩu sau. Thì đến lúc đấy chúng ta sửa. Được chưa? Ra ngoài kia reload.
Được chưa? Trang đăng nhập. Xì đã. Nó báo sao? Tao lại vào điện thoại ở đâu nữa đây? Mày xóa trắng file web đi rồi à? Mở file web ra xem nào. Tôi bảo ông tạo ra file lò mới, ông định làm cái gì đây? Số. Đây à. Mày vui nhanh hết cả cái cớ này, căn chân C, căn chân sườn, phát là xong thì không cái gì. So, happy. Good job. Bạn sửa đéo tức là mình kiểu này. Làm thì chỉ làm một project thôi. Mày bảo sao mày có chủ, tao đi làm mày có chủ. Yeah.
Và chạm đi. Lâu hết nào. Đây này, cái bước map API này có sửa gì ở đây đâu. Sửa này đảo sang thôi, nó chẳng chủ. Thằng này đang sửa cho nó file lên các em. File giống thằng kia. Thế là tình hình này có khi chúng ta phải thi thay cho bảo vệ. Xong chưa, xong phần đăng nhập chưa? Ra được cái giao diện đăng nhập chưa? Hai đến dưới trong trường Duy xong chưa? Ông Hoàng. Không, xong đi. Không có lấy cốt, lấy tiếp gì cả.
Không nhớ. Rồi. Tiếp tục này, bây giờ chúng ta login nhá. Chúng ta có tài khoản gì? Ở trong này chúng ta đang có tài khoản là đây là blog này, user này. Thiện TH Quân NV Tráng VD đúng không? Chúng ta thử login bằng tài khoản Quân NV. Pet vào đây. 1 2 3 4 5 6 đúng không? Được chưa? Login vào. Đã vào được admin. Đúng không? Ở trong này tôi đã nhúng một đống thứ vào đây rồi. Tôi giới thiệu qua nhá. Chúng ta làm như nào, tôi làm như nào nhá. Chúng ta lại về login sược login. Các bạn coi này. Ở đây tôi đã đưa vào những cái thứ gì? Thứ nhất, nếu mà chúng ta bỏ không điền cái gì. Các bạn nhìn thấy nó viết vào đây là cần điền mật khẩu đúng không? Nhá. Chúng ta nhập vào đây không đúng định dạng email. Email không đúng định dạng đúng không? Được chưa? Cái này ấy, cái khái niệm này người ta gọi là validate. Được chưa? Validate dữ liệu. Thì ở đây chúng ta có gì? Chúng ta viết gì ở đây? Các bạn để ý này, cái form này tôi đặt cho nó một cái class. Cái form ở trên ấy. Cái form ở trên này tôi đặt cho nó một cái class tên là login form đúng không? Được chưa? Login form này. Ở đây tôi có các cái thẻ là bao gồm thẻ input, type bằng email. Quan trọng nhất là cái name bằng email. Thấy không? Thấy không? Cái name bằng email đúng không? Được chưa? Bây giờ các bạn coi. Chúng ta gọi đến cái file là login.init. Tương đương với chúng ta sẽ vào trong cái, các bạn để cái login này. Nó sẽ nằm ở trong file login gạch ngang shop.js. Thì các bạn mở cái file login shop.js ra. Login-shop.js. Các bạn nhìn ở trong này có gì? $loginform.validate. Được chưa? Chúng ta có cái rule email và require. Cái này nó chúng ta sử dụng một cái thư viện của jQuery validation là email. Cái này nó sẽ bắt theo cái name. Cái này nó sẽ bắt theo cái name. Name của cái field nằm trong cái form, form của chúng ta là form gì? Form login. Các bạn không cần phải để ý đến cái này đâu nhá. Không cần phải để ý đến cái này. Chúng ta chỉ cần để ý đến cái rule, cái message. Được chưa? Ở đây trong cái form này, cái field nào có name bằng email thì chúng ta sẽ validate nó theo các tiêu chí ở dưới này. Tiêu chí ở đây là require thì là phải điền dữ liệu vào. Được chưa? Tiêu chí ở đây là email thì nó bắt buộc phải nhập cái định dạng email vào. Được chưa? Tiêu chí ở đây cho thằng password thì chúng ta có cái tiêu chí là gì? True. Require true tức là phải điền mật khẩu. Tôi bất biết là mật khẩu ấy đúng hay sai nhưng mà phải điền mật khẩu đã. Đúng chưa? Sau đó thì sao? Chúng ta có cái remember bằng require phones. Được chưa? Nó không yêu cầu phải điền dữ liệu cho thằng này. Điền được không điền được. Thì ở đây chúng ta có thêm cái phần message là gì? Email. Cái field email nếu mà bị lỗi require thì viết thì hiển thị text ra là cần điền email. Nếu mà cái cột email này điền không đúng định dạng email thì sẽ hiển thị ra là email không đúng định dạng. Password require thì cần điền mật khẩu. Được chưa? Nếu vi phạm thì hiển thị cái text này ra. Xong. Đây là chúng ta ra và sử dụng JS để validate một form. Được chưa? Thư viện của chúng ta là jQuery validate. Được chưa? Chỉ có vậy thôi. Thì chúng ta xem bây giờ nếu mà chúng ta nhập sai tài khoản thì nó hiển thị cái gì? The credential do not match our record. Thì là sao? Copy này. Search ở trong này xem có không. Không có đúng không? Thế vậy cái này ở đâu ra, đào đâu ra cái này? Được chưa? Bây giờ chúng ta đi tìm. Đi tìm nó đào ở đâu ra. Đào ở đâu thì chúng ta xem nó hiển thị ở chỗ nào. Các bạn xem nó hiển thị ở chỗ nào.
ngay dưới cái gì đây, this credential match out đây, chúng ta có một cái là session login valid, invalid đúng không? Đây này, cái này này, được chưa? Tức là nó sai mật khẩu hoặc sai tài khoản hoặc mật khẩu, được chưa? Thì chúng ta xử lý như sau này. Khi mà login lên, nó sẽ vào trong cái file http controller auth login controller. Sao nó vào đâu nhỉ? Bảy. Chẳng biết nó vào đâu ấy. Tôi toàn làm bằng tay thôi, cho nên phần này tôi chưa rõ sử dụng cái này vào bao giờ. Ok, được rồi. Cái phần này này, chúng ta điền vào đây là if session login invalid thì chúng ta sửa thôi cái này. Đây. Có phải cái này không nhỉ? Hình như không phải. Chờ tôi chút. Tiếp đây là chữ tài khoản hoặc là mật khẩu. Không đủ. Không đúng rồi. Chờ tôi chút nha, để tôi xem nó là lỗi gì. Span hoặc take danger. Email last take danger. Sao nó ra cái gì nhỉ? Email. Đây, phần này. Chờ tôi tí, tôi tìm nếu cái lỗi này nó nằm ở đâu. Chúng ta dùng cái phần này cho nên tôi chưa dùng bao giờ. Đây, chúng ta sửa đây. Sửa file auth.php, các bạn search cái file này nằm ở trong cái research lang n. Đây này, nằm ở đây này. Research này, lang này, n này, auth này. Chúng ta sẽ có sửa vào đây là tài khoản hoặc là mật khẩu. Không đúng. Thử xem có được không. Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng. Bây giờ tôi điền một cái password khác. Được chưa? Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng. Đó, đây là chúng ta sửa lại cái text của nó. Và trả lại cái login. Đây, các bạn sửa trong này nhé. Fail. Xong chưa, sửa xong chưa? Check xem nó còn đủ ra đúng cái text của chúng ta không? Sao? Không nhỉ? Hay là chưa làm đến? Bảo mà lại. Mày không làm đi thì mày cứ ngồi mày theo nó đến mãn kiếp không xong được đâu.
Được chưa nhỉ? Quên không nhỉ? Cái gì? Chúng ta bắt đăng nhập đâu? Đây đăng nhập fail mà. Tôi chỉ cần các bạn đăng nhập fail để cho nó hiển thị cái lỗi thôi. Bây giờ đăng nhập đúng này. quân.nv@gmail.com 123456 login vào thì nó vào thẳng cho bạn chị luôn. Avatar small không thì thấy. Được chưa? Quân mà ngày hôm trước phải đóng mật khẩu là cái gì? Chúng ta mật khẩu này là mật khẩu quân đi nhá. Không làm được kiểu này đâu. Tốt nhất là ông sửa những ngày này. Tạo ra không vào được kiểu mã hóa của Laravel một cái mã hóa khác. Chẳng liên quan gì cả. Làm xin tình không làm được đâu. Quên pass rồi à? Đây nha, cái fake ba fake pass này. Công sắp thi rồi đấy, công tính sao tính. Không làm kịp là há mồm. Round này. 2.2.get này. Mình sinh ra một cái URL generate PWD đúng không? Nó nhận một tham số là PWD. Trong này là function. Trong cái function này nhận cái biến PWD kia. Và đây chúng ta return cái hash. Hash make cái biến PWD này. Sau đó copy này. Đây có cái đoạn hash make này ở trong seeding có rồi mà. Đúng không? Bây giờ chúng ta chẳng qua chỉ là nhận cái sinh ra một cái password mới thôi. Thì copy generate này chúng ta có localhost sược generate path 123456. Đấy, copy cái này vứt vào trong DB. Fill password thì password của chúng ta nó sẽ thành cái 123456. Login vào.
Đấy. Cho mày thế. Thứ nhất, comment cái file này vào. Thằng Tráng không chưa? Có đứa nào bị mất bát nữa không? Đây, thứ nhất ông có... Ông vào cho tôi cái provider. Không phải cái này nhá. Từ từ chờ tôi tí để tôi tìm cái này. Ông nằm ở đâu đã? Đây này. Redirect if authenticated. Thứ nhất là comment cho tôi mấy cái dòng này vào. Comment chưa? Rồi. Tiếp theo vào login controller. Có nhìn thấy cái gì đi không? Đây. À đây, đây hàm này chứ. Created function authenticated. Request này. Return redirect về dashboard. Có chưa? Yeah. Cầm sượt cốt mà còn sợ mất bát thì nhục lắm Tráng ạ. Xong nhá. Ừ. Nó không chuyển về trang admin mà nó chuyển về trang home. Sau khi login xong nó chuyển về trang home. Sườn hôm ấy, local host sườn hôm ấy, bây giờ nó muốn chuyển sang admin, bây giờ nó muốn làm như nào. Thì ở đây là mình thêm một cái protected function authenticate này. Thì mình sẽ return redirect về route dashboard. Được chưa? Cái này thì phải làm cái mà user của người dùng riêng cái hay là cái đúng rồi, mình có thể check được cái người dùng đấy họ là check được cái người dùng đấy họ là quyền gì. Nếu họ là trong ban quản trị thì mình đưa họ về trang chủ ở trang quản trị, còn nếu họ không phải là bên quản trị thì mình đưa họ về trang home, đúng không? Thì họ nhận, mình nhận được cái user này. Đây là chính là cái người vừa đăng nhập vào. Hiểu chưa? Vậy thôi. Có if như thế. Cái hàm ESB này mình phải viết ra. Để viết từng viết ra lên chứ không phải là nó có sẵn đâu. Không có cái hàm nào như vậy cả. Đi chưa quân? Cho tôi coi nào. DB tôi mới có cái user thôi đúng không? Đúng không? Mình sẽ thêm một cột sau. Bây giờ trong hệ thống này của mình thì một người dùng chỉ có một quyền thôi. Không cần nhiều quyền làm phức tạp lắm, các bạn chưa làm được. Chỉ làm một quyền thôi thì mình sẽ phải thêm hai bảng, một cột và một bảng nữa là cột quyền cột role ID và một bảng nữa là bảng role. Để xem biết xem người đấy có quyền gì.
không có bài giả thiết ở đây. Bỏ nhanh file với nhạc nó chụp về những tên bảo nhanh nhìn chụp về virus này chúng ta bỏ thì nhanh nhìn
Trời ơi. Chưa. Làm sao?
thể do cái này. Ông đặt cái auth vào sau cái web. Xong chưa? Đây chúng ta đã làm xong trang login. Tiếp tục. Đến với cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần quản lý danh mục. Đúng không? Thì chúng ta trước hết là phải có cái bảng danh mục đã. Bây giờ đang có bảng danh mục đâu? Đúng chưa? Thì cái bảng danh mục này chúng ta sẽ phải tạo phần migration cho nó sẽ như sau. Đâu nhỉ? Rồi. PHP artisan. Make migration. Create category table. Cách trừ trừ create bằng categories. Enter xuống. Và bây giờ mở cái file database migration. Create category. Chúng ta đang có sẵn là increment ID rồi đúng không? Chúng ta sẽ có thêm cái table trỏ đến string. Table trỏ đến string tên cột là bằng name phẩy chấm phẩy xin lỗi các bạn. Table trỏ đến parent ID bên nhập trỏ đến integer là bằng parent ID nullable. Table trỏ đến integer cột này là cột isMain imager. Unable.
Được chưa? Xong chưa? Chúng ta làm cái danh mục này chỉ có 2 cấp thôi, là đơn giản nó chỉ có 2 cấp thôi, không có nhiều. Chỉ có cấp cha và cấp con, không có cháu chắt chút chít thì cháu chắt chút chít làm rất mất thời gian và nó rất là khó. Chúng ta chỉ quản lý đơn giản thôi đã. Rồi. PHP Artisan Migrate. Xong, bây giờ có bạn. Tiếp theo đến tạo seeder. PHP Artisan Make Seeder Create Category Seeder. Bây giờ chúng ta bê lại cái ở bên user. Chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có là name đúng không? Field name bằng văn hóa đi. Văn hóa is major. Còn một. Xóa hết. Để xong một cái bản ghi. Đây là xã hội. Thể thao. Du lịch. Mấy danh mục chính nào. Rồi thì sức khỏe. Yes. Nếu thích thì chúng ta cho thêm mỗi một cái danh mục này một thằng con chẳng hạn. Nếu thích, còn không thì thôi, để trắng. Không nhớ. Chán không nhớ. Được chưa? PHP Artisan DB 2.sit cách trừ trừ class bằng create category seeder. Xong. Bây giờ refresh lại website, chúng ta sẽ có cái category, các cái bản ghi ở trong này. Được chưa?
Có USB ở đấy không? Đây. Tôi sẽ gửi cho các bạn cái theme này. Và bài tập về nhà của chúng ta ngày hôm nay sẽ là như sau này. Bây giờ tôi có dữ liệu rồi nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ có một cái round get này. Ở đây là bằng category. Được chưa? Danh mục đấy. Như này thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ điều hướng làm sao, làm thế nào thì làm. Về đây cho tôi. Admin sược category controller a cộng index đặt trên một cái name get.index. Được chưa? Biết phải làm gì không? Biết phải làm gì không? Làm gì? Nếu mà như này thì làm gì? Hả? Gì? Sai. Cái này nha, tôi viết yêu cầu đây nha. Bước 1. Tạo ra controller category trong thư mục admin của controller. Bước 2, tạo ra hàm index trong category controller. 3, tạo ra model category trong app. 4, trong hàm index gọi sử dụng model category để lấy ra toàn bộ dữ liệu trong bảng category 5. Index sẽ return view về nhà chúng ta. Nhìn thì nhiều thôi, chứ chúng làm có tí mà. Tạo ra controller này. Tôi làm cho các bạn xem. Xong một cái. Slow nhỉ. Đấy, đã xong 2 trên 3 việc bố rồi. Đây. Cái này để đại diện cho bảng category đúng không? Rotate $ table. Xong, đều đại diện luôn rồi đấy. Được chưa? Index cái gì? Category đây cái gì? Thì để dùng, để lấy dữ liệu ra thì dùng use app public function index. Ở đây có get bằng category 2.2.old để đề ra cái get. Check luôn. Đúng chưa? Chưa đến 5 phút.
gần xong bố rồi, nay về không làm được nữa thì thôi chịu nha, về làm bài đấy, đẩy ra ngoài view thôi, cái USB đâu, tôi copy cho cái theme về xài, được chưa nhỉ? Có gì không hỏi